Vâng, âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong ngày 11 tháng 11 năm 2019, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh rất vinh dự được chào đón vợ chồng anh Sang đến từ Phủ Lý, Hà Nam. Và hôm trước anh cũng về cửa hàng thì anh lựa chọn một bộ sản phẩm rồi. Và ngày hôm nay thì anh có một không gian nữa, anh về trực tiếp cửa hàng và đưa cả bà xã về cửa hàng âm thanh Lê Hạnh thẩm âm và lựa chọn thêm một bộ sản phẩm như sau. Sản phẩm thứ nhất của anh là một cặp loa Puller CS88A mang FB. Sản phẩm thứ hai là một chiếc âm ni Sansui G8000. Sản phẩm thứ ba là một chiếc đầu tech 10SE. Sản phẩm thứ tư là một cặp xương băng Apga của Đức. Hàng sản phẩm lỗ to, cửa hàng thông báo hàng về rồi, có giá dưới 3 triệu. Và anh lựa chọn thêm 2 chiếc quạt, một chiếc quạt cây và một chiếc quạt lửng. Một chiếc quạt cây của Hitachi, một chiếc quạt lửng của hãng Toshiba và 2 cục nguồn. Phần sản phẩm thì đã được những vị khách hàng cùng với cửa hàng âm thanh Lê Hạnh thẩm âm rồi. Và anh có đặt thêm một cuốn băng Giao Linh Tuấn Vũ trước năm 75 và sau năm 75 thì anh đặt một cuốn. Vâng, tổng bộ sản phẩm của anh có giá là trên 100 triệu. Cửa hàng đang đóng gói cho anh đây rồi. Vâng, mọi thông tin chi tiết mua sắm và phối ghép tất cả các sản phẩm audio bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh cung cấp, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Lê Hạnh theo 2 số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Ninh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, âm thanh Đức Hạnh làm một clip ngắn như vậy thông báo những sản phẩm được rời khỏi cửa hàng. Trong ngày 11 tháng 11 năm 2019, mọi thông tin chi tiết mua sắm và phối ghép, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo 2 số điện thoại trên tấm biển đỏ mà cửa hàng vẫn thông báo hàng ngày. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo.